Tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, tháng 8 âm lịch năm 2021. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, không còn bao lâu nữa thì năm cũ sẽ qua, năm mới sẽ đến. Hiện tại chúng ta đang ở tháng 8 với những hy vọng đang dần đến. May mắn có thể gặp được nhiều thành công để có thể có một năm 2021 trọn vẹn, mặc dù dịch bệnh đang rất hoành hành. Mọi người chúng ta đều cố gắng không ngừng để tìm kiếm những điều tốt đẹp, xây dựng mọi thứ viên mãn. Trong tháng 8 âm lịch, có nhiều con giáp may mắn lội ngược dòng, đặc biệt trong số đó phải kể đến tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Tháng 8 âm lịch, con giáp này sẽ gặp được quý nhân tương trợ, được thần tài chiếu cố nồng hậu. Cụ thể, những tháng đầu năm, con giáp này có thể không gặp được nhiều may mắn, tuy nhiên đến tháng 8, công việc thuận lợi, hành thông hơn. Bên cạnh đó, gia chủ cũng sẽ tìm được nhiều cơ hội, nhiều may mắn hơn trong tháng 8. Trước khi vào phần luận giải, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để là người đầu tiên nhận được những video của chương trình. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát theo dõi phần luận giải của lá số tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 trong tháng 8 sẽ diễn ra như thế nào. Mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973, tháng 8 âm lịch năm 2021. Những người tuổi Quý Sửu 1973 mệnh tang đấu mộc, tính tình lanh lợi, hoạt bát. Họ có chính kiến riêng, cũng có dũng khí đứng ra bảo vệ quan điểm của mình. Họ không bao giờ khoanh tay đứng nhìn kẻ yếu bị hiếp đáp, cũng vô tư giúp đỡ bạn bè, chẳng cần tới báo đáp. Tuy nhiên, tính cách của người tuổi Quý Sửu 1973 lại có phần hơi cứng nhắc, thẳng thắn quá nên sẵn sẽ đắc tội với mọi người. Đây cũng có thể coi là nhược điểm lớn nhất của những người Sửu, mệnh mộc. Họ quan niệm, cây ngay không sợ chết đứng và sống đúng với bản chất của mình, làm những gì họ cho là đúng. Người này nên tránh tranh cãi, mâu thuẫn với người yêu chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, bởi điều đó sẽ nhanh chóng làm cho tình cảm của hai người trở nên phai nhạt. Với người đã kết hôn, không nên mắng mỏ, cãi cọ với con cái của mình. Hãy trân trọng hạnh phúc của mình đang có, bảo vệ tổ ấm của gia đình, cùng các thành viên trong gia đình, gia tăng tình cảm hơn nữa. Vào tháng 8 âm lịch, tuổi Quý Sửu sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bản mệnh, vì vậy sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tháng này nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến bản mệnh mất cảnh giác, trở nên khoe khoang tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của con giáp này, cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Quý âm thủy gặp đinh âm hỏa nên gọi là thất sát, thiên quan. Trong ngày này, gia chủ Quý Sửu cần cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc, tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, khiến mọi vấn đề được trở nên tốt đẹp và yên bình hơn. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình gia chủ Quý Sửu tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Vì tuổi Quý Sửu bán tam hợp với Dậu mà tháng 7 là tháng Đinh Dậu nên những người Quý Sửu sinh năm 1973 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Tuổi Quý Sửu sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này sự nghiệp sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bản mệnh, vì vậy năm nay sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Có điều người tuổi này cần lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bản mệnh vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tị, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này bản mệnh có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bản mệnh sẽ được thăng tiến đến một cấp độ mà chưa bao giờ đạt được trước đây. Bán tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bản mệnh nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý tháng này có dấu hiệu phá tài, nếu không biết cân đối tài chính thì tiền sẽ không cánh mà bay. Bản mệnh cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bản mệnh cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Quý Sửu tháng 8 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Quý Sửu có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng, bản mệnh cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng, tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của gia chủ. Trong tháng sau, gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, Minh Quang Pháp Bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý Sửu sinh năm 1973. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Quý Sửu. Như thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bản mệnh có thể thu hút nhiều người khác giới. Mà bản mệnh cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bản mệnh, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bản mệnh và mang lại tổn thất cho sự nghiệp, tài sản, tài chính. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn khiến cho bản mệnh và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bản mệnh chẳng thể chối từ. Quý vị thân mến, trong chúng ta đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Quý Sửu tháng 8 âm lịch. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát, ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn, thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ Quý Sửu có thể nắm rõ, tránh những trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu, nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, Phá Tý, Tuệ Dần. Đối với người tuổi Quý Sửu trong tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 2 tháng 8 tới ngày mùng 8 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Kỷ Mùi, nạp âm Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch 14 tháng 8 tới ngày 20 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Tân Mùi, nạp âm Lộ Bằng Thổ. Ngày âm lịch 26 tháng 8 tới ngày mùng 2 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Quý Mùi, nạp âm Dương Liễu Mộc. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Quý Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Sửu tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 7 tháng 8 tới ngày 13 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Giáp Tý, nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch 19 tháng 8 tới ngày 25 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Bình Tý, nạp âm Giản Hạ Thủy.
Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ Quý Sửu phạm thái tuế, người xưa có câu thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa, ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Quý Sửu hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Quý Sửu để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên mọi người có thể yên tâm khi sử dụng. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với mọi người tử vi chi tiết của tuổi Quý Sửu 1973 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay giúp mọi người có những kiến thức hữu ích, tránh hung hóa cát, gặp được nhiều may mắn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức mọi người trưởng thành hơn, vậy nên đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên phía trước, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành sứ mệnh của mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.